Ngày 21 tháng 11, Công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Lê Minh Hiếu, 28 tuổi, Nguyễn Thành Trung, 24 tuổi, Lâm Hoàng Lân, 20 tuổi và Dương Minh Tuấn, 23 tuổi, cùng ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh về hành vi trộm cắp tài sản. Trong lúc tuần tra, tổ công tác của Công an huyện Hòa Thành bắt giữ Lê Minh Hiếu đang điều khiển xe mô tô biển số 70L7-1300 với biểu hiện nghi vấn. Khai nhận với công an, Hiếu cho biết chiếc xe trên y và đồng bọn vừa trộm được tại ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành. Khai thác nhanh Hiếu, tổ công tác tiếp tục bắt khẩn cấp chung Lân Tuấn với các tăng vật thêm 4 xe mô tô nữa. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng thời gian từ đầu tháng 10 2014 đến nay, Hiếu cùng Chung, Tuấn, Lân thường xuyên sử dụng ma túy đá. Những lúc không có tiền, nhóm phải đi cướp xe, Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc bảo vệ tài sản, dùng đoạn phá khóa trộm xe và nhanh chóng tẩu thoát. Không chỉ trộm nóng, bọn chúng còn theo dõi nhà nào sơ hở, đến đêm đột nhập vào trộm. Với thủ đoạn trên, bọn chúng đã thực hiện 8 vụ, trong đó 5 vụ trộm nóng, 3 vụ đột nhập.